Trương là còn có hai em hả? Với lại mấy em đi học về ăn cơm ở ngoài kia là chút xíu. Alo. Dạ. Long, cô đang bận em Long. Cái gì cô đang ba cô đang công cho công chuyện là công chuyện. Rồi lát nữa cô la cô Mỹ Linh gọi lại cho con sau nha. Nha giỏi nha. Gọi mẹ cô ơi. Dạ, bye con. Nè, con mấy kia bằng mẹ đông đủ hả? À, con mấy đông đủ hả? Đông đủ hả? Ủa, sao nằm dưới đất hết hả? Nó mát mà tôi nó thích. Ờ, thích hết hả? Tại vì nạp cho nên. À, 2, 4, 5 đứa. Mỗi đứa mỗi giường, mỗi cái mền, mỗi gối hết. Có cái bàn học ngồi trên giường luôn. À, có cái bàn học trên giường luôn. Trên giường có cái bàn học luôn hả? Thì gắn ra gắn vô nè, bàn giường nào cũng có cái bàn. Mở lên nè. Có khi ngủ ngoan như chưa? Thấy thầy tăng xăng quá đây đấy
Dạ, dạ. Dạ, dạ. Em mấy tháng là nhỏ nhất đó, em bé này nhỏ nhất đó hả? Ở bên có một cơ sở nữa. Ở đây thì hết rồi. Dạ, cô.